Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì Tin Mới xin tiếp tục chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, đặc biệt là diễn biến đến siêu bão số 2 đổ bộ vào Trung Quốc vừa qua. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Bão số 2 gây lũ lụt miền Đông Trung Quốc, thợ mỏ đá Bitcoin khốn đốn vì lũ lụt Trung Quốc và đập Tam Hiệp. Trung Quốc công khai dữ liệu thảm họa lũ lụt hè 2022. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày thứ hai, siêu bão số 2 mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ xuống khu vực ven biển miền Đông của Trung Quốc, để lại nhiều hậu quả nặng nề trên toàn khu vực. Cục Dự báo Khí tượng Trung Quốc cho hay, cơn bão số 2 đổ bộ vào huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lúc 3 giờ 30 phút ngày thứ hai hôm qua với sức gió lên tới 136,8 km/h. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo bão số 2 vào lúc 18 giờ ngày hôm trước từ màu vàng lên màu cam và tiếp tục phát lại cảnh báo này vào lúc 18 giờ ngày hôm qua. Trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt gồm 4 cấp của Trung Quốc, màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh. Theo CCTV, bão số 2 mang theo mưa to gây ngập lụt nặng ở nhiều vùng trũng thấp, cây cối, nhà cửa đổ sập. Một đoạn video do người dân quay được cho thấy đường phố ngập bùn, nước lũ cuốn theo rác rưởi chảy cuồn cuộn. Cơn bão xé toang một bức tường gạch ven đường, làm hỏng nhiều xe cộ đậu gần đó. Huyện Nhạc Thành, thành phố Ôn Châu hứng lượng mưa trung bình 257 mm. 212 trạm thủy văn ở Ôn Châu đo được lượng mưa từ 200 mm trở lên. Tại thành phố Duyên Hải, Thái Châu, bão số 2 giật đổ cửa sổ trên tầng cao của chung cư. Toàn bộ cộng đồng dân cư 2.600 hộ bị cắt điện và đường dây liên lạc. Theo Reuters, Trung Quốc đã ra lệnh sơ tán các khu vực ven biển dễ bị bão ảnh hưởng tại tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, yêu cầu tàu cá và phà ngừng đi lại, dùng một số tuyến đường sắt không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại lớn do bão. Tại Ôn Châu, một trung tâm sản xuất lớn của tỉnh Chiết Giang ở phía Nam Thượng Hải, chính quyền đã sơ tán 200.000 người tới nơi trú ẩn, yêu cầu hơn 6.000 tàu cá về cảng. Sóng dọc bờ biển có lúc cao tới 4,2 mét. Bão tấn công huyện Bàn An, tỉnh Chiết Giang với lượng mưa hơn 200 mm, gây lũ lụt, phá hủy nhiều tuyến đường trong thị trấn Bàn Phong. Chính quyền phải sơ tán một thôn 140 người, bố trí hàng trăm du khách mắc kẹt tại nhà trọ của nông dân trong vùng, yêu cầu người dân không ra ngoài khi bão tới. Bão số 2 ra khỏi Chiết Giang, Trung Quốc với tốc độ 20 km/h và suy yếu. Giới chức địa phương cảnh báo những thảm họa thứ cấp như lở đất và lở bùn. Cơn bão di chuyển từ phía Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h theo hướng Thượng Hải. Bão dự kiến sẽ đổi hướng về phía Đông Bắc, hướng ra biển một lần nữa vào sáng ngày hôm nay và di chuyển về bán đảo Triều Tiên. Theo thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin từ Văn phòng Kiểm soát Ngập úng thành phố Thượng Hải cho biết, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của thành phố bị ngập lụt, có nơi mực nước lên tới 120 cm. Mưa bão đã ảnh hưởng tới hơn 600 chuyến bay ở hai sân bay của Thượng Hải, làm gián đoạn 29 tuyến tàu hỏa, 5 tuyến tàu thủy và 2 tuyến xe buýt của thành phố. Cùng ngày, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão, dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Hà Bắc, mưa lớn sẽ tập trung tại các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh, kéo dài trong 3 ngày tới và có thể gây ra những trận lũ ở khu vực miền núi và ngập lụt ở đô thị và nông thôn. Tân Hoa Xã đưa tin 381.375 người đã được sơ tán từ 22 giờ ngày hôm trước khi bão số 2 đổ bộ. Mưa bão năm nay ở Trung Quốc đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho nước này, buộc khoảng 2 triệu người phải sơ tán, tổn thất hơn 49 tỷ nhân dân tệ, khoảng 7 tỷ đô la. Từ sáng ngày hôm nay, cơn bão số 2 của Trung Quốc chuyển hướng Đông Bắc về phía bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Tứ Xuyên là tỉnh không giáp biển ở Tây Nam Trung Quốc, nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đã phải gánh chịu mưa lũ đã tàn phá trong suốt 2 tháng qua. Theo trang Bitcoin.com, ước tính có khoảng 50% thợ mỏ Bitcoin trên thế giới nằm ở Trung Quốc và tập trung nhiều nhất ở tỉnh Tứ Xuyên. Vào năm ngoái, Coin báo cáo tỷ lệ thợ mỏ Bitcoin tập trung ở Trung Quốc là khoảng 64%.
Hàng năm các báo cáo cũng giải thích cách thợ mỏ Bitcoin Trung Quốc di cư để có được tài nguyên thủy điện giá rẻ trong mùa mưa. Tuy nhiên, cứ sau 12 tháng trong vài năm qua, các báo cáo chưa thấy mùa mưa lũ ở Trung Quốc đã tàn phá các cơ sở đào mỏ thế nào. Vừa qua, F2Pool, nhóm có tỷ lệ băm lớn thứ hai, đã mô tả cách các công ty khai thác Bitcoin hoàn thành cuộc đại di cư để chuẩn bị cho mùa mưa lũ tứ xuyên. Báo cáo của F2Pool nhấn mạnh rằng nửa đầu năm nay, ngành công nghiệp mỏ Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn bất chấp nguy cơ lũ lụt. Mùa mưa đang đến cho các thợ mỏ Bitcoin Trung Quốc nguồn điện giá rẻ, trung bình chưa đến 0,23 nhân dân tệ, khoảng 700 đồng. Theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, đập Tam Hiệp và đập các Châu Bá trên sông Dương Tử đã giữ được 30 tỷ mét khối nước lũ trong 30 ngày qua. Chuyên gia tài chính Wolfram Zhao của Condex cũng thảo luận về chủ đề này với nhà phân tích trưởng của Tony's Time, John Sansu. Người giải thích rằng các trang trại đào Bitcoin của Trung Quốc đã chuẩn bị trước cho các rủi ro lũ lụt. Tháng trước, trang news.bitcoin.com cho biết những người đề xuất tiền kỹ thuật số theo dõi đập Tam Hiệp và mưa bão ở Trung Quốc với sự lo ngại lớn. Trong khi đó, tỷ lệ băm ngày càng tăng cao và công suất băm hashpower, khả năng tính toán của một máy tính toàn cầu ngày hôm nay là khoảng 120-125 exahash mỗi giây. Theo công bố vào ngày hôm qua của Viện Nghiên cứu Thông tin Không gian Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho hay rằng nước này đã chính thức ra mắt website về dữ liệu thảm họa lũ lụt mùa hè ở nước này. Đài CCTN dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong tháng này, lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến 56 người xấu số không thể vượt qua và mất tích và hơn 38,2 triệu người bị ảnh hưởng. Website này được thiết kế để cung cấp dữ liệu khoa học, hỗ trợ cho chính quyền địa phương, các tổ chức giảm thiểu thảm họa thiên nhiên và Viện Nghiên cứu Tân Hoa Xã đưa tin. Website Trung Quốc vừa cho ra mắt có 64 bộ dữ liệu địa lý cơ bản về Hồ Bà Dương, Thái Hồ và Sào Hồ ở khu vực Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử, vùng đã xảy ra lũ lụt vào năm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, theo dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như chút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Tân Hoa Xã cho hay các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt. Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông bao gồm Quảng Châu và Chu Hải đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2023 gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch đại hồng thủy ở Trịnh Châu năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn đến ngày mai. Trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ, cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như chút nước, không có dấu hiệu suy yếu. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để đề phòng. Được thông báo và chuẩn bị đầy đủ, nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm vui và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng tới 6.418 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục
gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 130 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18,8 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!